Ba pedal của Pianoker có chức năng gì? Cùng Minh Phụng Music tìm hiểu qua video này nhé. Đầu tiên là setting pedal, hay còn gọi là pedal vang âm. Khi đạp vào pedal này, những miếng mút chặn trên dây đàn sẽ được gỡ bỏ, và khi chúng ta nhấn vào phím, dây đàn sẽ rung lâu hơn, khiến âm thanh vang lâu hơn, phù hợp để chơi các bản nhạc lãng mạn. Thứ hai là setting noodle pedal. Khi nhấn vào pedal này, sẽ có một miếng vải hạ xuống chặn giữa búa đàn và dây đàn, khiến âm thanh trở nên nhỏ hơn. Nó được sử dụng khi không muốn làm phiền người khác. Và cuối cùng là surf pedal. Khi nhấn vào, búa đàn sẽ di chuyển lại gần dây đàn. Khi bạn tác động cùng một lực thì búa sẽ gõ lên dây, không tạo ra âm thanh to nhỏ khác nhau được nữa. Tác dụng của nó là làm cho âm thanh mềm mại hơn, dành cho những bạn chưa thuần thục kỹ năng xử lý độ mạnh nhẹ của một bản nhạc. Và hôm nay hãy cùng team Minh Phụng tham gia buổi bàn giao cây đàn Pianoker Yamaha U3E màu trắng về cho khách hàng tại Bình Thạnh. Nào, hãy cùng mình bắt đầu video nhé. Xe đã đến nơi, thùng tải mở ra và chiếc piano trắng dần dần lộ diện. Những cảnh xuống đàn và vận chuyển lên nhà khách đã quá quen thuộc với các bạn rồi đúng không? Nên khi mọi người khiêng đàn thì hãy cùng mình tìm hiểu lý do tại sao có nhiều khách hàng lại chọn lựa mua piano màu trắng nhé. Đàn piano màu trắng thường mang lại cảm giác sang trọng, thanh lịch và hiện đại, phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau, tạo ra sự tương phản nổi bật với các màu tối trong không gian, giúp cây đàn trở thành một điểm nhấn thu hút ở bất kỳ không gian nào mà nó được đặt. Màu trắng thường được liên kết với sự tinh tế, thanh khiết và phong cách. Nếu bạn muốn cái đàn piano của mình phản ánh cá tính và phong cách cá nhân thì màu trắng là một lựa chọn tuyệt vời. Bên cạnh đó, màu trắng phản chiếu ánh sáng tốt hơn, giúp cây đàn trở nên lấp lánh và bắt mắt dưới ánh đèn hoặc ánh sáng tự nhiên. Quay lại với nhân vật chính ngày hôm nay nhé các bạn. Yamaha U3E có bản cộng hưởng hình xương sườn ba trụ thẳng đứng, chất liệu gỗ vân sam chắc chắn, khung đàn bằng gang tăng độ cứng và ổn định cho âm thanh, búa đàn U3E bằng lông cừu tự nhiên, dây đàn bằng thép không gỉ. Dòng Yamaha U3 rất phù hợp cho những ai học nâng cao, cần một cái đàn Pianoker đủ 3 tiêu chí: chất lượng cao, thiết kế đẹp mắt và tiết kiệm chi phí. Thừa hưởng những tính năng nổi trội, dòng U-Series có cơ chế giảm chấn, nắp đàn đóng mềm mại, giúp đàn không bị sập bất ngờ vào các phím nhạc và không làm ảnh hưởng tới người dùng. Đàn được thiết kế theo hướng kết hợp cả về cổ điển lẫn hiện đại, nên mang đến vẻ mạnh mẽ, phóng khoáng, sang trọng và không kém phần tinh tế, có thể kết hợp với những món đồ khác trong căn nhà của bạn. Và nếu bạn đang tìm kiếm một nơi kinh doanh các dòng Pianoker rẻ, đẹp và uy tín, chất lượng cũng như đa dạng về mẫu mã, thì Minh Phụng Music là một lựa chọn hoàn hảo với sự tư vấn nhiệt tình cùng nhiều ưu đãi quà tặng hấp dẫn. Bên cạnh đó là những chính sách bảo hành 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần, giao hàng và lắp đặt miễn phí, và buổi bàn giao cái đàn Yamaha U3E trắng đến với khách hàng tại Bình Thạnh đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share và subscribe, vì đó là động lực giúp Minh Phụng Music nỗ lực hơn mỗi ngày. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu Pianoker yêu thích, các bạn có thể ghé cái hệ thống showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.